Rồi, thầy xin chào các bạn nhỏ của khối lớp 4 trường Trần Quang Diệu nha. Hôm nay đến với tiết toán của khối lớp 4 tuần này, thầy sẽ giới thiệu cho các em hai nội dung lồng ghép với nhau. Đó là bài giới thiệu tỉ số và tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Nhưng trước khi bắt đầu vào tiết học thì thầy xin ôn lại một cái kiến thức mà chúng ta đã học về phân số ở trong các tuần lễ trước nha. Thầy có các phép tính sau đây: 7 chia 9, 10, 6 chia cho 19, 5 chia 8, 1 chia 3. Các em hãy dựa vào các phép tính sau đây viết lại cho thầy dưới dạng phân số. Các phép tính sau đâu chúng ta viết dưới dạng phân số, chúng ta sẽ được các phân số là 7 phần 9, 6 phần 19, 5 phần 8 và 1 phần 3. Kiến thức này có liên quan tới bài học ngày hôm nay cho nên các em cần ghi nhớ nha. Sau đây thầy xin bắt đầu đi vào hoạt động thứ nhất. Giới thiệu tỉ số. Thầy có một bài toán sau đây. Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách. Các em chú ý nha. Chúng ta có 5 xe tải và 7 xe khách. Rồi, bây giờ thầy sẽ sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để thầy tóm tắt cái bài toán này. Như vậy thì xe tải thầy sẽ vẽ một đoạn thẳng, sau đó thầy chia ra làm 5 phần bằng nhau. Rồi, về xe khách có 7 xe cho nên thầy sẽ vẽ một đoạn thẳng và thầy chia đoạn thẳng này ra làm 7 phần bằng nhau. Rồi, các em nắm được chưa? Như vậy thì tỉ số của xe tải và số xe khách sẽ như thế nào? Chúng ta có mấy xe tải các em? À, chúng ta có 5 xe tải và xe khách. Chúng ta có mấy xe khách? Chúng ta có 7 xe khách. Như vậy thì tỉ số của xe tải và số xe khách sẽ là 5 chia 7. Mà hồi nãy ở đầu thầy đã nhắc rồi, chúng ta viết dưới dạng phân số là như thế nào? Phân số, viết dưới dạng phân số là 5 phần 7. Tỉ số này cho chúng ta biết là số xe tải bằng 5 phần 7 số xe khách. Vậy bây giờ ngược lại, nếu thầy để số xe khách trước thì số xe khách, tỉ số của số xe khách và số xe tải sẽ là mấy? À, ngược lại các em, số xe khách là 7, số xe tải là 5. Như vậy thì tỉ số của số xe khách và số xe tải sẽ là 7 chia 5, hay viết dưới dạng phân số là 7 phần 5. Tỉ số này cho ta biết số xe khách bằng 7 phần 5 số xe tải. Từ bài toán trên, các em chú ý cho thầy điều gì? Chúng ta chú ý cái số nào đứng trước thì chúng ta viết trước, số nào viết đứng sau thì chúng ta viết sau dấu chia nha các em. Rồi bây giờ thầy qua ví dụ 2 nha. Rồi. Thầy có một cái bảng sau. Số thứ nhất là 5.
Số thứ hai là 7. Vậy thì tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai sẽ là mấy các em? Câu trả lời đó là 5 chia 7, hay viết dưới dạng phân số là 5 phần 7. Tới đây các em đã nắm được chưa? Thầy có một ví dụ tiếp ha. Số thứ nhất là 3, số thứ hai là 6. Vậy thì tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai sẽ là mấy chia mấy? Đó sẽ là 3 chia 6, hay viết dưới dạng phân số là 3 phần 6. Vậy thì tóm lại, số thứ nhất nếu thầy gọi là A và số thứ hai thầy gọi là B, thì tỷ số của số thứ nhất và số thứ hai sẽ là A chia B, hay A phần B. Và một lưu ý quan trọng là B phải khác 0 nha các em. B phải khác 0. Rồi, chốt lại, tỷ số của A và B là A chia B, hay là A trên B, với điều kiện là B phải khác 0 nha các em. Rồi, hồi nãy giờ thầy vừa hướng dẫn các em cách viết tỷ số của hai số. Bây giờ thầy rút lại nội dung như sau. Có 3 điều chúng ta cần lưu ý trong khi viết tỷ số của hai số. Khi viết tỷ số của hai số, ta cần chú ý. Thứ nhất, số nào nói đến trước thì chúng ta viết trước dấu chia, hoặc là viết trên dấu gạch ngang, coi là nó nằm ở vị trí tử số các em. Số nào nói đến sau thì chúng ta viết sau dấu chia, hoặc là viết dưới dấu gạch ngang, coi là nằm ở vị trí mẫu số. Điều lưu ý thứ hai là khi viết tỷ số của hai số, ta không nên viết tên đơn vị, vì nó không có đơn vị. Lưu ý thứ ba là khi viết tỷ số của hai số, ta không rút gọn về phân số tối giản. Đó là người ta cho các em tỷ số bao nhiêu thì các em viết lại bấy nhiêu, các em không được rút gọn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm luyện tập nha. Rồi, các bạn hãy viết cho thầy tỷ số của các số sau đây: A, 2 và 3, B, 7 và 4, C, 6 và 2, và D, 4 và 10. Thầy nhắc lại cho các em là số nào người ta viết trước thì chúng ta để trước nha. Số nào người ta cho sau thì mình để sau, hoặc là để ở phía dưới mẫu số. Rồi, các bạn cùng kiểm tra với thầy xem coi đáp án có giống của thầy không nha. Rồi, rất là đơn giản không các em? Số nhất là 2, số thứ hai là 3. Vậy thì tỷ số của nó là sẽ là 2 chia 3, hay còn gọi là 2 phần 3. Bài B, số nhất là 7, số thứ hai là 4. Vậy thì tỷ số của A và B sẽ là 7 chia 4, hay là 7 phần 4. Tương tự như vậy, bài C, tỷ số của hai số A và B sẽ là 6 chia 2, hay là 6 phần 2. Và bài cuối cùng, bài D, tỷ số của hai số A và B sẽ là 4 chia 10, hay là 4 phần 10. Rồi, như vậy thì thầy vừa hướng dẫn các em tìm hiểu khái niệm về tỷ số của hai số ha. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu hướng dẫn các em đi vào hoạt động thứ hai. Đây là hoạt động chính của tiết học toán ngày hôm nay, đó là bài tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Bài này là chúng ta chủ yếu là giải toán có lời văn nha các em. Rồi, các em hãy cùng thầy quan sát bài toán thứ nhất nha. Bài toán thứ nhất, tổng của hai số là 96. Tỷ số của hai số đó là 3 phần 5.
tìm hai số đó. Để giải được bài này thì trước tiên chúng ta sẽ lập sơ đồ đoạn thẳng. Chúng ta có hai số và tỷ số của nó là 3/5. Cho nên thầy sẽ vẽ thầy gọi là số bé và số lớn. Số bé thầy sẽ vẽ 3 phần và số lớn thầy sẽ vẽ 5 phần. Và tổng của nó, của hai số này là 96. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ tìm ra coi số bé là bao nhiêu và số lớn là bao nhiêu. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Trước hết, các em nhìn vào sơ đồ, các em sẽ thấy chúng ta có tổng cộng bao nhiêu phần các em? Bao nhiêu đoạn thẳng bằng nhau? Số bé có 3 phần, số lớn có 5 phần. Như vậy, trước tiên chúng ta sẽ tìm tổng số phần bằng nhau. Như vậy thì chúng ta có tổng cộng 8 phần bằng nhau. Mà 8 phần bằng nhau này có tổng giá trị là 96. Vậy thì bước thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm giá trị của một phần. Chúng ta lấy 96, chúng ta chia cho 8 phần, chúng ta sẽ được giá trị một phần là 12. Có giá trị một phần rồi, thì bây giờ chúng ta dễ dàng đi tìm số bé. Số bé nó có 3 phần, như vậy thì chúng ta sẽ lấy giá trị của một phần, chúng ta nhân 3 lên, chúng ta sẽ được 36. Rồi. Và muốn tìm số lớn thì chúng ta lấy tổng là 96, chúng ta trừ cho số bé. Hoặc là chúng ta có thể lấy giá trị một phần như hồi nãy, chúng ta nhân 5 phần lên thì chúng ta cũng được 60. Nhưng mà thầy nghĩ rằng chúng ta lấy tổng của hai số là 96, chúng ta trừ cho số bé thì nó sẽ dễ tính hơn. Và cuối cùng là chúng ta đáp số. Số bé là 36 và số lớn là 60. Rồi, như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Bây giờ để giúp cho các em dễ nhớ, thầy chốt lại các bước sau đây ha. Chúng ta có 4 bước tính ha các em. Bước 1 là các em tìm tổng số phần bằng nhau. Muốn tìm được tổng số phần bằng nhau thì khi vẽ tóm tắt, chúng ta phải vẽ bằng sơ đồ đoạn thẳng thì chúng ta mới dễ thấy được tổng số phần bằng nhau. Bước 2 là các em đi tìm giá trị của một phần. Và bước 3 là các em đi tìm số bé. Các em có thể đi tìm số lớn trước cũng được, nhưng mà ở đây người ta cho số bé trước, cho nên chúng ta đi tìm số bé. Và bước 4 là chúng ta đi tìm số lớn. Như vậy là chúng ta đã giải xong bài toán. Rồi, bây giờ thầy chốt lại bài toán vừa rồi ha. Số bé có 3 phần, số lớn là 5 phần và tổng của hai số là 96. Bây giờ thầy nhắc lại cho các em một lần nữa cách giải. Bước 1, chúng ta tìm tổng số phần bằng nhau là 3 cộng 5 là 8 phần. Bước 2, chúng ta đi tìm giá trị của một phần. Chúng ta lấy tổng, chúng ta chia cho 8. 96 chia 8, chúng ta được một phần là 12. Bước 3, chúng ta đi tìm số bé. Chúng ta lấy 12, chúng ta nhân với 3, chúng ta sẽ được 36. Và chúng ta đi tìm số lớn thì chúng ta lấy tổng là 96, chúng ta trừ cho số bé là 36, chúng ta sẽ được là 60. Như vậy thì đáp số bé là 36, số lớn là 60. Nhưng ở đây thầy có một cái tính nhanh hơn.
Đó là chúng ta gộp giữa bước 2 và bước 3 lại. Bước 2 là tìm giá trị một phần và bước 3 là tìm số bé. Chúng ta gộp lại, chúng ta đi tìm số bé trực tiếp luôn. Chúng ta tìm số bé trực tiếp luôn bằng cách là chúng ta lấy tổng là 96, chúng ta chia cho tổng số phần là 8, rồi chúng ta nhân với 3 phần của số bé luôn. Rồi. Bài toán này các em có thể giải nhanh hơn bằng cách là gộp lại giữa bước 2 và bước 3. Thầy chốt lại, muốn giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó, chúng ta có 4 bước. Bước 1 là tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 2, tìm giá trị của một phần. Bước 3, tìm số bé. Và bước 4, tìm số lớn. Và chúng ta có thể gộp giữa bước 2 và bước 3 lại, chúng ta tìm thẳng số bé luôn, bỏ qua cái bước tìm giá trị một phần. Rồi, các em đã nắm được cách làm chưa? Để cho các em khắc sâu kiến thức hơn, thầy có bài toán thứ hai, mời các em theo dõi. Bài toán thứ hai. Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số quyển vở của Minh bằng 2/3 số quyển vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở? Rồi, các em hãy đọc đề toán cho thật kỹ. Rồi, các em cho thầy biết giữa bạn Minh và bạn Khôi, bạn nào đóng vai là số bé và bạn nào là số lớn? Các em lưu ý cái thứ tự, cái tên của các bạn. Bạn nào trước các em? Đó là bạn Minh. Còn bạn sau là bạn Khôi. Mà nhìn vô phân số, các em thấy phân số là 2/3. Như vậy thì ở trong cái bài toán này, bạn Minh sẽ đóng vai là số bé, còn bạn Khôi sẽ đóng vai là số lớn nha các em. Bây giờ chúng ta sẽ lập sơ đồ đoạn thẳng như sau. Minh, thầy vẽ hai đoạn. Khôi, thầy vẽ 3 đoạn và tổng số vở của hai bạn này là 25 quyển. Rồi, bây giờ bạn nào còn nhớ là cách giải bài toán này như thế nào? Có 4 bước phải không em? Bước 1 là chúng ta làm gì? Đó là chúng ta tìm tổng số phần bằng nhau nha các em. Tổng số phần bằng nhau. Chúng ta có tổng cộng bao nhiêu phần các em? À, chúng ta có tổng cộng 5 phần. Bạn Minh 2 phần và bạn Khôi 3 phần. Như vậy chúng ta có tổng cộng là 5 phần bằng nhau. Rồi, bây giờ tới bước 2 là gì? Đó là bước tìm giá trị của một phần. Muốn tìm giá trị một phần, chúng ta lấy tổng số vở của hai bạn là 25 quyển, chúng ta chia cho 5 phần. Chúng ta sẽ được một phần là 5 quyển. Bước 3, tìm số bé. Chúng ta đã có một phần là 5 quyển rồi. Vậy thì chúng ta nhân đôi lên. Bạn Minh có 2 phần mà, cho nên chúng ta nhân 2 lên thì chúng ta sẽ ra số quyển vở của bạn Minh. Như vậy chúng ta sẽ được bạn Minh là 10 quyển. Và hồi nãy ở bài toán thứ nhất, thầy có nói các em là để cho bài toán này nó ngắn gọn hơn, chúng ta có thể gộp bước 2 và bước 3 lại. Gộp bước 2 và bước 3 lại. Như vậy thì chúng ta không đi tìm giá trị một phần mà chúng ta đi vào tìm số quyển vở của bạn Minh thẳng luôn. Chúng ta tìm bằng cách là chúng ta
lấy tổng số quyển vở chúng ta chia cho 5 phần và chúng ta nhân 2 phần của bạn Minh luôn. Thì nó ra là 10 quyển như như hồi nãy. Rồi, bây giờ bước 4 là chúng ta đi tìm số lớn. Số lớn là chính là số quyển vở của bạn Khôi. Rồi, chúng ta lấy tổng số quyển vở của hai bạn là 25 quyển, chúng ta trừ cho số quyển vở của bạn Minh. Chúng ta sẽ được bạn Khôi là 15 quyển. Và khi đáp số, các em lưu ý cho thầy đáp số cả hai số luôn nha các em. Đáp số cho thầy số quyển vở của bạn Minh và số quyển vở của bạn Khôi luôn. Rồi, qua hai bài toán vừa rồi, thầy đã hướng dẫn các em tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Các bạn đã nắm được các bước chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập nha. Bài tập thứ nhất. Hai kho chứa 125 tấn thóc. Trong đó, số thóc ở kho thứ nhất bằng 3 phần 2 số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng sơ đồ đoạn thẳng để chúng ta tóm tắt bài toán nha các em. Kho thứ nhất và kho thứ hai có tỷ số là 3 phần 2. Như vậy thì nhìn vô tỷ số đó, chúng ta thấy được rằng kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai. Rồi, kho thứ nhất thầy vẽ 3 phần bằng nhau. Kho thứ hai thầy vẽ 2 phần bằng nhau. Và tổng số thóc ở hai kho là 125 tấn. Rồi, bây giờ các em bắt đầu giải đi nào. Bước 1 là gì các bạn? Chúng ta đi tìm tổng số phần bằng nhau. Kho 1 3 phần, kho 2 2 phần. Như vậy tổng số phần bằng nhau là 5 phần. Rồi, bây giờ tới đây chúng ta gộp bước 2 và bước 3 lại luôn nha. Như vậy thì lời giải là chúng ta sẽ đi tìm cái gì các bạn? Lời giải chúng ta sẽ đi tìm là số thóc ở kho thứ nhất chúng ta sẽ đi tìm số thóc ở kho thứ nhất bằng cách chúng ta gộp giữa bước 2 và bước 3. Chúng ta lấy tổng số thóc, chúng ta chia cả 5 phần, rồi sau đó chúng ta nhân với 3 phần ở kho thứ nhất lên. Thì chúng ta sẽ được kết quả là 75 tấn thóc. Rồi, cuối cùng là chúng ta đi tìm gì nữa các bạn? Chúng ta đi tìm số thóc ở kho thứ hai. Lấy tổng số thóc trừ cho kho thứ nhất, chúng ta sẽ được số thóc ở kho thứ hai là 50 tấn. Rồi, chúng ta đáp số cả hai kho các em. Rồi, như vậy thì qua 3 bài toán mà thầy đã hướng dẫn các em thì chúng ta thấy dạng toán này nó rất là dễ làm không các em? Chỉ cần chúng ta nhớ được các bước là chúng ta sẽ làm được thôi. Rồi, bây giờ thầy trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, thầy còn một bài tập cuối cùng nha. Và thầy rất mong là các bạn sẽ tự làm được. Thầy có bài toán như sau. Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỷ số của hai số đó là 4 phần 5. Tìm hai số đó. Rồi, ở đây người ta không cho mình số, nhưng mà chúng ta phải hiểu
Số lớn nhất có hai chữ số là số mấy các em? Số lớn nhất có hai chữ số là số 99. Đó là tổng đó các em. Rồi, tỷ số có hai số là 4 phần 5. Rồi, bây giờ các em hãy vẽ sơ đồ đoạn thẳng tóm tắt đi nào. Chúng ta sẽ gọi hai số này là số bé và số lớn nha các em. Rồi, số bé chúng ta sẽ vẽ 4 phần bằng nhau. Số lớn chúng ta sẽ vẽ mấy phần bằng nhau các em? Số lớn chúng ta sẽ vẽ 5 phần bằng nhau. Và tổng của hai số này theo đề bài đã cho là số lớn nhất có hai chữ số mà chúng ta hồi nãy ta cũng vừa tìm được. Số lớn nhất có hai chữ số là số 99. Rồi, bây giờ chúng ta giải đi các em. Bước 1. Bước 1. Tìm tổng số phần bằng nhau ha. Tổng cộng mấy phần các em? Chúng ta có tổng cộng 9 phần. Rồi. Bước 2 và bước 3 chúng ta gộp lại, chúng ta đi tìm số bé luôn. Chúng ta đi tìm số bé luôn. Chúng ta lấy tổng. Chúng ta chia cho tổng số phần bằng nhau là 9 phần. Rồi chúng ta nhân cho 4 phần của số bé. Chúng ta sẽ được số bé là 44. Rồi chúng ta ra số bé rồi thì số lớn quá dễ sao Phan Khang. Chúng ta sẽ lấy tổng, chúng ta trừ cho số bé, chúng ta sẽ được số lớn là 55. Rồi chúng ta đáp số cả hai số luôn nha các em. Các em thân mến, như vậy thì qua bài toán vừa rồi, thầy đã hướng dẫn các em làm quen với tỷ số và hướng dẫn các em cách giải bài toán có lời văn về tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Để cho chúng ta giải được bài tốt hơn thì các em hãy cố gắng làm thêm các bài tập ở trong sách nha các em. Rồi, chúc các em thành công. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau nha. Thân ái chào các em.